Xin chào mọi người, thì em tên là Trịnh Duy Thái, là một học sinh vừa bước vào cấp 3 của trường Trung học phổ thông Lương Văn Thụy. Thì hôm nay em sẽ chọn chủ đề thuyết trình là thực trạng sống ảo của đứa trẻ Việt Nam. Việc phát triển của công nghệ cùng với trong thời đại 4.0, đặc biệt là sự ra đời của các mạng trang xã hội, nhất là Facebook, chúng ta cũng có một sự thật là có 1,4 tỷ người sử dụng Facebook mỗi tháng. Và 1,4 tỷ người thì bằng với số dân số của các nước của EU, Mỹ, Nhật Bản và Canada cộng lại thì mới có thể bằng số người sử dụng Facebook trong một tháng. Mạng xã hội được sử dụng rất nhiều bởi chính bởi những lợi ích mà nó đem lại. Tuy nhiên khi sử dụng mạng xã hội quá nhiều sẽ gây ra một hiện tượng rất là nổi tiếng, đó là hiện tượng sống ảo. Vậy hiện tượng sống ảo là gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu bây giờ. Sống ảo là một trào lưu xuất phát từ các trang mạng xã hội, đặc biệt là ở Facebook. Sống ảo là những việc làm mà sai lệch với thực tế, rồi thực tế khiến để tăng niềm vui cho bản thân thông qua các lượt tương tác trên mạng xã hội. Đây, như bạn đi make up thành một cảm nhận mới. Sau đó bạn đi đăng lên Facebook để kiếm lượt like, đấy, hoặc là lượt thích, lượt cả tin theo dõi vân vân. Và ngày nay thì người ta thì rất nhiều bạn dành chỉ một ít thời gian để cho các bạn bè ngoài, còn lại dùng tất cả thời gian còn lại của mình để lên mạng xã hội chat với những bạn mới quen ở trên các trang mạng mà chưa quen bao giờ. Và phổ biến hơn đó là tình yêu trên mạng xã hội. Thì việc này không sai, nhưng mà người mà bạn nhìn thấy trên mạng xã hội có thể là một người khá là nổi tiếng như là bạn này đấy ạ. Đấy, để rồi trái tim vừa rung động của chàng trai dần dần trở nên bị tan vỡ. Ôi trời. Và mạng xã hội cũng là nơi mà nhiều bạn đã lợi dụng để đăng những hình ảnh không đúng thẩm mỹ. Một số thành phần thì lại nguy hiểm hơn, thì chém gió lên bão. Đăng những thông tin là sai lệch với thực tế để làm xôn xao dư luận, để cũng làm nổi tiếng bản thân lên hơn. Và một số bạn thì lại hơi nghịch dại, là kích vào những trang linh tinh và những linh lậu hay là những trang kinh doanh không đúng bản quyền với những lợi ích mà tốt cho khách hàng, nhưng thực ra khi kích vào thì sẽ bị lừa đảo và thậm chí là bị virus phá máy luôn. Nên là và khi trước những mối nguy đấy thì nhiều bạn đã sử dụng quá nhiều thời gian để dành cho mạng xã hội thay vì dùng với gia đình, mà thay vì dành cho chính gia đình của mình. Và chính điều đó đã tự tách biệt chúng ta khỏi thế giới là sống trong một cuộc sống tự ti, chỉ biết mỗi mình với điện thoại. Khi mà bình thường thì mỗi lần có tiếng kêu bíp bíp của một tin nhắn mới thì chúng ta sẽ rất là hào hứng, phấn khởi, nhưng mà đôi lúc thì cái tiếng đấy nghe rất là lạnh lẽo và thấy cô đơn. Vâng, thực ra thì mạng xã hội cũng không thực sự giúp chúng ta bớt đi cô đơn mà lại khiến chúng ta thêm cô đơn nữa. Vậy nên là đó là lý do tôi phải em hỏi là tại tôi, bạn hay là chúng ta phải sống thế nào để tránh những người ảo. Đơn giản nhất đó là vứt hết những cái đồ dùng đi. Chỉ cần dành thời gian cho gia đình và bạn bè để tránh những việc làm sống ảo. Và kết thúc slide thì em thay vì đàn ông không nên nói nhiều lời, nên em sẽ tặng nice slide một intro outro để sự thiết kế. Cảm ơn anh Vi và các anh trợ giảng đã cho em một khóa học thật là tuyệt vời. Ok, cảm ơn rất nhiều. Một chàng trai lớp 9 đến từ Ninh Bình, rồi cảm ơn em rất nhiều.